Thiện cũng mến chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của Thiện bơm nước mini Nhật Bãi. Thì ngày hôm nay cũng là ngày mùng 2 Tết, thì Thiện sẽ lên một cái số lô máy và Thiện sẽ kết một cái chương trình là lì xì cuối năm cũng như đầu năm cho bà con, lấy một cái lọc trong những con máy là Thiện sẽ báo những cái lô máy, là Thiện sẽ báo những cái giá cả ở máy sau, thì Thiện sẽ lì xì trong mỗi con máy là 200k. Thì bà con cứ nghe hỏi con máy nào Thiện lì xì bao nhiêu là bà con cứ nghe cho đó, là Thiện sẽ lì xì cho bà con đó. Và những cái con máy nào mà Thiện sẽ bao nổ cho bà con là giờ cứ việc xài, thì những con máy đó là cái giá trị nó sẽ hơn một tí. Còn những cái lô ở những cái lô hàng ngày hôm nay, những lô hàng còn lô cắt cỏ này nọ đó, Thiện sẽ phân ra từng lô đó. Còn một số lô này nữa là sẽ hết trong cái năm cũ đó, thì cái lô hàng này nó cũng nằm tầm 300 bình rồi, mà Thiện còn khoảng tầm là như 40 bình đó, là Thiện sẽ phân cái lô ngày hôm nay luôn cho bà con đó. Cho nên bà con nào đã ủng hộ bên cái cửa hàng của nông cơ Thiện thì hãy ủng hộ cho năm mới này, để Thiện sẽ phát triển cho những cái mặt hàng của Nhật. Thì nếu mà bà con nào chốt thì ngày mùng 4 là bắt đầu là Thiện sẽ đợi ba đóng hàng, tại vì ngày hôm nay là ngày mùng 2. Bên Thiện thì mỗi năm là cái mùng 2 là Thiện sẽ lên cái kênh đầu tiên khai trương đầu năm đó, cho nên Thiện cũng lên cái kênh này. Thì bà con nào xem những cái con máy nó phù hợp tới những cái con máy công việc của mình, thì bà con ủng hộ cho bên cửa hàng. Thì bà con xem thì bà con thấy mặt hàng của Nhật này rất nhiều, thì bà con hãy ủng hộ đăng ký thiệt mạnh và chia sẻ thiệt mạnh cho Thiện, để mà Thiện cùng phát triển trong một cái năm mới này nữa. Rồi Thiện cũng không nói gì dòng do, thì ngày hôm nay Thiện sẽ bắt lớp, Thiện sẽ đi những cái mặt hàng, Thiện sẽ báo ở cái giá nào qua những cái con máy ngày hôm nay Thiện sẽ lên lô, là Thiện sẽ cho cái giá tiền là không bao ship và có chương trình là lì xì đầu năm cho tất cả bà con nha. Rồi thì ngày hôm nay Thiện sẽ vô đầu tiên cho bà con nè. Bây giờ Thiện sẽ vô những con máy nó hoàn thành trước cho bà con đi. Rồi Thiện sẽ đi lần lần. Thì hồi tới con nào Thiện sẽ báo hết những cái con đó, nó bị những cái gì, thì những trục chặt cái gì, nó thiếu cái gì, hay là nó nổ rồi, thì Thiện sẽ báo hết cho bà con trong cái giá tiền cái con máy nha. Thì bây giờ Thiện sẽ vô cái lô 1 nè, lấy cái chữ lô đây nha. Thiện sẽ vô cái lô 1 nha. Con này là một cái con Curix, con này còn rất đẹp, bình nó là 12 lít nha. Nó chuyên về là phun phân voi chứ không có xả lúa nha bà con. Đó, như cái con này Thiện sẽ có ống nhung nè, sẽ hỗ trợ ống nhung cho bà con và bao nổ cho bà con đó, chỉ không bao ship thôi đó, chỉ không bao ship nha. Giá cho con này là cái lô 1 này nè, đó là thấy không, Thiện bán là 1,2 triệu đó, thì cứ ghi 1,2 triệu. Thì bà con nào mua máy thì Thiện sẽ trừ ra 200.000, chỉ là con máy này còn có 1 triệu thôi nha. Đó, bà con cứ lưu ý, nhưng mà ống nhung có hết, đầy đủ hết cho bà con, bao xài. Nhưng con này là bao xài nha, lô 1 1,2 triệu nha. Vô cái con lô 2 nè. Con lô 2 nè, đây. Thì Thiện cũng đợi cái giá mà cái con máy của Thiện đợi lại cái giá cho bà con thấy nè. Đó, nhưng mà ngày hôm nay nó sẽ giảm được là 200k nữa, cho nên bà con khỏi mất công nói Thiện này nọ nha. Rồi, cái con này là một cái con TU, Mitsu TU bơm nước nha. Đó, con này bơm nước khúc xả là 34. Con này là Thiện bao nổ luôn cho bà con nha. Đó, riêng con này là bao nổ hết cho bà con. Giờ chỉ việc bà con đổ xăng pha nhớt vô là xài thôi, nó là xài lớp bơi trên. Đó, nó là hút xả, nó là 34 hết nha. Lưu lượng nước những con này là 110 lít nước trên một phút. Đó, nó chỉ bị cái vàng áo nó bị cháy chỗ này một xíu thôi. Đó, cho nên bà con tuy nó xấu vậy, nhưng mà cái dòng TU là nó dòng nó là rất rất mạnh nha. Đó, bao xài cho bà con, giá tiền bao xài cho bà con nha, không bao phí vận chuyển. Rồi, con này thì sẽ bán giá 1,5 triệu cho bà con nha. Con lô 2 1,5 triệu nha. Xé giấy ấy dán vô. Vậy là mai không có nhơ, không có thấy. Lô 2 1,5 triệu nha. Vô cái lô 3 nè. Lô 3 là một cái con Maru Dân Ma, bình phun phân. Đó, phun phân. Đây, con này là kỹ phun phân, phun voi thôi, chứ không có xả lúa nha bà con. Con này đây nó có ống nhung đồ sẵn hết rồi. Riêng con này là Thiện sẽ bao xài luôn cho bà con. Đó, bao xài chỉ không có bao phí vận chuyển cho bà con thôi, đã là bao xài rồi nha. Thì cái con lô 3 này Thiện sẽ bán cho bà con là 1,4 triệu. Đó, 1,4 triệu nha. Đó, 1,4 triệu là thì cái con máy này còn là 1,2 triệu đó. Đó, Thiện sẽ nhắc chừng cho bà con. Rồi, cái lô 3 này là 1,4 triệu nha. Vô cái lô 4 nè. Thiện sẽ đi vòng vòng cho bà con, có này có nọ cho bà con lựa chọn nha. Vô có con lô 4 nè, một con TG nha. Con này là TG 18 nha.
bình nó là 15 lít thôi, nhỏ gọn, bình xịt thuốc nha, còn cực kỳ đẹp. Đó, con này là xài quạt nha bà con. Đó, riêng con này là bao xài cho bà con luôn. Đó, con này đã nổ rồi, bao xài hết cho bà con. Dây đai dây đồ này bà con dòm này nó còn đẹp xuất sắc luôn. Đó, có dây đây đồ sẵn hết rồi nè. Đó, đây, thấy không? Bà con thấy không? Nó có cái súng giờ gắn vô. Đó, ngắt đồ này nọ luôn hết cho bà con luôn nha. Cái đây là lô 4 nha bà con. Cái lô 4 này thì sẽ bán cho bà con á. Đây, cái lô 4 này sẽ bán cho bà con là 1 triệu 2 nha. Đó, 1 triệu 2 là nó chỉ còn 1 triệu thôi, chỉ không bao phí vận chuyển nha. Lô 4 1 triệu 2. Vô cái lô 5 nè. Một con bơm nước mini nữa nè. Bơm nước mini TU nha. Con này là hút xả là 34. Đó, lưu lượng nước nó là lên tới 115 lít nước trên một phút nè. 115 lít nước nha. Con này là bao xài cho bà con, chỉ không bao phí vận chuyển nha. Bao xài. Thì cái con lô 5 này thì sẽ bán cho bà con là 1 triệu 6 nha. Lô 5 1 triệu 6. Chi trừ ra 200k thì còn 1 triệu 4 nha. Đó, rồi lô 5 1 triệu 6 nha, bao xài. Giờ vô cái con lô 6 nè. Đó, lô 6 cũng là một cái con TU luôn nha. Đó, một con TU luôn. Rồi con này cũng bao xài luôn cho bà con, hút xả là 34. Đó, hút xả là 34 nha. Lưu lượng nước nó cũng là 115 lít nước trên 1 phút. Đó, 115 lít trên 1 phút nè. Đó, bao xài, riêng con này cũng bao xài luôn. Giá bán cho bà con là không bao phí vận chuyển, giá bán 1 triệu rưỡi nha, trừ ra 200k còn 1 triệu 3 nha. Chỉ có riêng cái ngày từ đây tới ngày mùng 6 là đứt chương trình này nữa nha bà con. Cho bà con hãy lưu ý giùm ra Thiện trong cái clip này. Thì bà con đặt từ bữa nay là mùng 2 thì mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6. Đó, Thiện cho đến cái ngày mùng 6 luôn là cái kênh này sẽ không còn chương trình nữa nha. Rồi con lô 6 nha, 1 triệu rưỡi nha. Vô con lô 7 nè. Một cái con bình xịt bình xả lúa nhỏ nha. Con này là Komitsu 3500 nha bà con. Đó, Komitsu 3500, con này là bình trái bí. Đó, con này là bình trái bí nha. Đó, con này còn cực kỳ đẹp. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó có mười mấy lít thôi. Con này là bình nằm tầm 10 lít, 12 lít gì thôi. Đó, ống nhung, ống đồ đầy đủ bao xài cho bà con. Con về có chức năng xả lúa, à con dành những cho những người già lớn tuổi nè. Đó, những cái dòng này nè, đó tai mũ nha, hàng hợi nha bà con. Rồi, cái con lô 8 nè. Lô 8 này thì sẽ bán cho bà con, giá bán là 2 triệu nha. 2 triệu nè, sẽ trừ ra 200k. Đó là bao xài cho bà con, trừ cái là không bao phí vận chuyển cho bà con thôi nha. Lô 8 2 triệu nha. Rồi, Thiện sẽ vô cái lô 9 nè. Một cái con xịt thuốc tự hành. Đó, một cái dàn tự hành nè. Dây á, là nằm tầm là trên 100m nha bà con. Con này cuộn dây này là trên 100m. Dây còn tương đối là đẹp. Đó, dây nè. Dây cũng còn tương đối và dẻo nha, dây dẻo nha. Đó, không có cúp gì hết nha. Dòng dây Nhật á, thì tỷ lệ nó xài á, nó đạt tới là 75% lận nha. Đó, riêng cái dàn máy đây nè, qua nằm trên đầu áp là Tia. Đó, đây là Tia trắng nha, đầu Olivia. Đó, mã lực của nó lên tới là 50kg lận. Qua lưu lượng nước nó lên 55 lít nước trên 1 phút nha. Cực kỳ mạnh nha bà con. Qua nằm trên động cơ là thằng đây là GH170 nha bà con. Con này là động cơ Kuruta GH170. Con này là động cơ nó là 6 ngựa. Đó, 6 ngựa là, nhưng riêng con này là Thiện đã bao xài cho bà con luôn, trừ không bao phí vận chuyển. Đó, Thiện sẽ cho cái giá hơn ngày hôm nay. Và riêng con này, nếu mà trong ngày hôm nay ai nhận chốt con này thì con này sẽ được hưởng là tiền lì xì đầu năm là 500k nha. Đó, và Thiện cũng không nói dốc nói nổ nâng số tiền. Thì cái số tiền con máy này thì bà con cũng rõ này, nó hiện tại giờ là đang là 11 triệu. Thì ngày hôm nay Thiện cũng bán 11 triệu luôn, và trừ 500k đó ra thì còn lại là 10 triệu 500. Đó, thì bà con xem thì bà con nói Thiện mày nâng cái con máy này lên, thì bà con cứ xem kỹ cái clip của Thiện cắt cái clip những con máy nó bán cái giá tiền như sao nha. Đó, thì con máy này là con lô 9 nha, Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 11 triệu. Qua 11 triệu ngày hôm nay chỉ còn là 10 triệu 500 nha, không bao phí vận chuyển nha. Rồi vô cái lô 10 nữa nè. Đó, cũng là một con bơm thuốc tự hành nữa, tự thu dây, tự vô số chạy nha. Đó, thì những cái công thức nếu bà con nào chốt thì Thiện sẽ kết bạn Zalo. Đó, Thiện sẽ chỉ dẫn những cái nào chức năng nào cho bà con. Thì bây giờ hiện tại giờ Thiện sẽ lên cái lô ngày hôm nay nó nhiều quá, cho nên bà con thông cảm. Qua cái dây này còn rất cực kỳ đẹp xuất sắc luôn nè. Đó, dây dẻo nha bà con. Đó, dây dẻo, riêng con này còn đẹp ơi là đẹp luôn. Đó, bà con dòm nè, quá đẹp luôn nha. Đó, con này cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái lô 10 nha, tự hành luôn, tự thu dây, tự đồ, con này là quá siêu sao luôn rồi. Con này quá chuẩn rồi. Nằm chính động cơ cũng là GH170. Con này cũng là động cơ GH170 nè. Động cơ nó là 6 ngựa nha. Qua nằm trên đầu Olivia.
đầu ti da da trắng nha. Ở Olivia cũng mã lực của nó, để chị coi mã lực của nó là nó 50 kg nha bà con. 50 kg lên tới 43 lít nước trên một phút nha. Đó, dàn này còn cực kỳ đẹp, dây nó là nằm phải 150 mét. Đó, dây nó còn phải là gần 130 mét lận, và dây còn quá đẹp, dây đây là còn quá đẹp luôn nè. Đó, thì cái con lô 10 này thì sẽ bao xài cho bà con, trừ không bao phí vận chuyển nha, thì sẽ bán cho bà con là 11.500.000. Thì 11.500.000 thì nó chỉ còn 11 triệu nha, riêng con này. Đó, giờ này một cái con siêu phẩm này nằm ngoài này nắng quá, đến chút nữa thì giảm bớt đã. Đó, vô cái lô 11 nè. Đó, lô 11 nha, một con Yanma BS401 nha bà con. Đó, con này còn cực kỳ rất mới, tai nhựa. Đó, tai nhựa nha. Con này là nó không có chức năng nha. Nếu mà chức năng xả lúa thì đây. Để chị mở cái này ra thì hướng dẫn luôn, thấy không? Đây, nó là máng nó dày. Nhưng mà con này nếu mà xả lúa thì bà con phải phét. Phét thêm nha. Đó, phét thêm lỗ. Đó, cái này là nó chức năng xả lúa không bằng. Đó, thấy không? Bà con thấy không? Đó, bà con thấy ra dày thì bà con cắt cái đường này. Đó, cắt cái đường này thì xả lúa. Đó, xả lúa, còn không thì đây là xả phân, phun vôi. Đó, thì bà con cắt cái máng này thôi. Đó, nó cái chức năng cho những cái đồ nó như vậy. Con này là còn rất cực kỳ mới, mới luôn nha. Đó, quá mới luôn, đây yên đây đồ còn mới luôn. Rồi cái lô 12 này. Lô 12 này còn cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, lô 12 này ngày hôm nay thì sẽ bán cho bà con, giá bán là 2 triệu. À, giá bán 2 triệu nha. Chỉ còn là 1 triệu 8 thôi, không bao phí vận chuyển, con này bao xài luôn cho bà con. Lô 12 2 triệu nha, bao xài không bao phí nha. Rồi vô cái lô 13 này. Một con Yanma BS50 nha. Con này là bình nó 22 lít nha. Đó, đủ đồ chơi hết, đủ đồ hết cho bà con. Ống dung bóng đồ là có hết cho bà con nha. Đó, con này đây, nó máng nó đây. Con này cũng cực, con này là đã đổ máng rồi đây. Con này nè, con này máng nó cũng đã đổ máng rồi nè. Đó, đổ máng, nếu mà mình muốn xả lúa đổ thêm một tí nữa. Đó, nó đã bên Nhật nó đã đổ rồi đó. Con này cực kỳ mặt còn đẹp luôn. Rồi, con này ngày hôm nay thì 13 nè. Con 13 này ngày hôm nay thì sẽ bán cho bà con là giá bán 2 triệu rưỡi nha. À, 2 triệu rưỡi thì còn lại là 2 triệu 3 nha bà con. Không bao phí vận chuyển, bao xài cho bà con. Rồi vô cái lô 14 nè. Một cái con bình cháy bí nè. À, một con Rubin NS500 nha. Con này là có chức năng xả lúa rồi nha bà con. À, con này là nếu mà xả lúa là con này là siêu phẩm. À, máng rất lớn nha bà con. À, máng rất lớn, riêng con này nè, máng rất lớn, rất đẹp, bao xài hết cho bà con, ống nhung đồ đầy đủ hết cho bà con nha. Thì cái con này ngày hôm nay thì sẽ không bao phí vận chuyển và bao xài cho bà con, giá bán là 2 triệu 7 nha. 2 triệu 7 thì nó còn 2 triệu rưỡi nha bà con. Giá bán 2 triệu 7. Con lô 13 2 triệu 7 nha. Lô 13 2 triệu 7. Lô 14 nha bà con. Lô này là lô 14. Đó, 14 giá bán là 2 triệu 7 nha bà con. Chỉ còn 2 triệu rưỡi thôi. Vô cái lô 15 nè. Lô 15 nè, một con cu rích nha, chuyên về phun phân phun voi. Chuyên về phun phân phun voi nha. Con này là bao xài luôn cho bà con, nổ đã nổ rồi, ok rồi. Ống dung bóng đồ đầy đủ hết cho bà con, trừ không bao phí vận chuyển nha. Rồi con máy này thì sẽ bán cho bà con là 1 triệu mốt nha. 1 triệu mốt, cứ bắt con mưa cứ con máy nào. Thì bà con cứ trừ ra 200k là như sử 1 triệu mốt là còn 900k. Đó, cho nên Thiện khỏi đặt nữa đi. Đó, thì bà con lưu ý dùm đó, cái đó cho Thiện cái nha. Rồi con lô 15 nha. Đó, con lô 15 này giá bán 1 triệu mốt. Bỏ qua kia luôn rồi. Vô cái lô 16 nè. Con này bà ấy chưa? Vô cái lô 16 nè. Đó, vô cái lô 16 nè, một cái bình trái bí nhỏ nữa nha. Một cái bình trái bí nhỏ tai mũ nè. Con này bình nó chỉ có 12 lít thôi, có chức năng xả lúa nha, bao xài cho bà con. Riêng con này là bao xài. Bao xài, máy móc đồ còn đẹp xuất sắc luôn nè. Quá đẹp, thấy không? Đây riêng tai mũ nha. Còn đẹp, nhỏ gọn mi nhon luôn. Rồi con này ngày hôm nay lô 16. Đúng rồi. Rồi luôn. Lô 16 này ngày hôm nay Thiện sẽ bán cho bà con. Con lô 16 này sẽ bán cho bà con là 1 triệu 8 nha. 1 triệu 8. Đó, lô 16 bao xài cho bà con không bao phí, giá bán 1 triệu 8.
Rồi vô cái lô 19 nữa nè, một con Yama nha, bơi S 351 nha. Con này là không có chức năng xả lú nha bà con. Con này phải về, nếu bà con là xả lú phải độ máng, là không độ máng nha. Đó, không có chức năng đó. Đó, rồi con này á chị cũng chỉ bán cho bà con, giờ chỉ phun phân thổi lá bao xài cho bà con. Giá bán là 1,4 triệu nha. Đó, 1,4 triệu trừ ra 200.000 còn 1,2 triệu, 1,3 triệu chỉ có trong cái kênh này hôm nay, cái chương trình này là thôi nha. Rồi lô 17 giá bán 1,4 triệu nha. Vô cái lô 18 nè. Đó, cái lô 18 là một con cu rít luôn. Cu rít 451 nha bà con. Con này cũng không có chức năng xả lúa. Đó, con này không có chức năng xả lúa nha. Đó, chứ xả phân nè. Đó, phun voi nè. Đó, xả phân phun voi là những con máy này là phải đủ đồ hết cho bà con, ống nhung ống đồ đầy đủ hết trong cái giá tiền của Thiện đưa ra. Đó, là lô 17 ha. Lô 18 này giá bán là 1,3 triệu nha. Đó, 1,3 triệu trừ ra 200k thì còn có 1,1 triệu thôi. Thì bà con chỉ dời trả tiền phí cước nó là khoảng nằm tầm 60.000 nữa là ok. Rồi lô 18 giá bán 1,3 triệu. Vô cái lô 19 nè, một con bơm nước nha, bơm nước Rubin EI15 nha, nằm trên dàn bơm hút xả là 60. Con này là hút xả 60. Chuyên về nó cũng hút bùn hút cát cũng được hết. Nhưng mà thằng này á, nếu mà hút bùn hút cát thì bà con phải hút cho ăn ít mới được nha. Còn nếu bà con nào đã hút những hút bùn hút cát mà số lượng nhiều phải dùng hút xả 90 lận. Đó, nhưng con này là lưu lượng nước nó lên tới 550 lít nước trên phút nha, Rubin EI15. Con này lô 19 nha. Đó, lô 19 này thì sẽ bán cho bà con là bao xài cho bà con. Đó, bao xài cho bà con, giá bán là 2,4 triệu nha. 2,4 triệu. Riêng con này là 2,4 triệu nha. Rồi. Đó, riêng con này là lô 19 2,4 triệu trừ ra 200k còn 2,2 triệu nha. Lô 19. Lắp sát qua bên đó thôi. Đó đó đó. Vô cái lô 20 nè. Một cái đầu xịt thuốc đầu ok nha bà con. Đó, đầu ok. Ti này là ti 28 nè. Ti lớn nha. Đó, đầu ti sứ. Đó, ti sứ nha. Mã lực của nó là lên tới 21 tí và lưu lượng nước nó là 31.8 lít nước trên phút nha bà con. Nằm trên động cơ Erimitsu. Đó, động cơ Erimitsu nha. Đó, còn cực kỳ còn đẹp nha, hơ chá nè. Đó, thì sẽ quay từ từ cho bà con xem nha. Đó, cho do hôm nay nắng quá cho nên hơ chá. Thì ngày hôm nay thì sẽ bán cho bà con này là giá bán á, là lô 20. 20 lô này là thì sẽ bán cho bà con là lô 20 này thì sẽ bán cho bà con là giá bán là 4,3 triệu nha. Đó, 4,3 triệu. Đó, lô 20 4,3 triệu nha. Thì đã lì xì cho bà con 200k thì còn 4,1 triệu nha, chỉ không bao phí vận chuyển. Rồi, vô cái lô 21 nè. Đó. Vô cái lô 21 nè, một cái đầu xịt thuốc đầu ok luôn. Đó, nó chỉ có 6 là 6 cái nắp này nè. Đó, 6 cái nắp này thôi. Để thì kiếm một cái nắp nào ấy thì bỏ vô hộp là kiếm một miếng ấy mình hàng lại thôi, do cái này nó bị mất nắp. Nhưng mà thiện để thì kiếm cái nắp nào được thì bỏ vô cho vừa bỏ vô. Qua con này nó là ti sứ nhưng mà lưu lượng số ký của nó là 35 kg và lít nước nó là 20 kg dành cho mini. Đó, đồng hồ đồng đồ còn đầy đủ bao xài cho bà con, động cơ Kawasaki nha. Đó, Kawasaki. Rồi con này ngày hôm nay con lô 21 nè. Lô 21 ngày hôm nay thiện sẽ bán cho bà con là 3,2 triệu nha. Đó. Đó, ngày hôm nay là thiện sẽ bán cái con này cho bà con là 3,2 triệu. 3,2 triệu mà trừ 200k còn 3 triệu thôi nha, không bao phí. Con này là bao nổ luôn cho bao xài cho bà con nha. Rồi lô 21. 21 là 3,2 triệu. Còn đây là 4,3 triệu. Vô cái lô 22 nè. Vô cái lô 22 nè, một con Isoki nữa nè. Con này là Isoki, con này nó mất cái tem nè, gần như Isoki này là 2. Con này là MD 220. Đó, con này là MD 220 nha. Bình 20 lít nha bà con. Bình 23 lít. Bình là 23 lít nha, có chức năng xả lúa. Đó, có chức năng xả lúa nha. Thì cái con này ngày lô 22 nè. Lô 22 nha bà con. Đó, riêng cái con này lô 22 bao xài cho bà con, ống nhung đầy đủ hết luôn cho bà con ngày hôm nay. Bán cho bà con là 2,6 triệu nha. 2,6 triệu thì ngày hôm nay chỉ còn 2,5 triệu thôi.
vô cái lô 23 nè. Đó, một con xạ phân nữa nè, một con Kuruta MD220 nè. Đó, có chức năng xả lú luôn, con này còn cực kỳ đẹp luôn, xuất sắc luôn nha. Bình nó hà bình 20 lít nha bà con. Đó, nó thiếu đai lưng thì sẽ bỏ đai lưng cho bà con. Ở cái này thì nó bị cái bằng nhôm nó bị ấy thôi, còn đây là toàn bộ vỏ nhựa nha. Đó, toàn bộ nó là cái vỏ nhựa. Đó, con này là bao xài luôn bà con, có chức năng xả lúa. Con lô 24 nè, lô 23 nè nha bà con, sẽ bán cho bà con giá bán là 2,6 triệu nha. Con này còn cực kỳ đẹp luôn, trừ ra 200.000 còn 2,4 triệu nha. Rồi vô cái lô 24 nè. Rồi một con Kurit MD410 nè, con này có chức năng xả lúa không? Để chuyện coi. Con này có chức năng xả lúa nha bà con. Đó, con này có chức năng xả lúa còn cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, tai mũ nè, con cực kỳ Kurit này đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đó, bao xài cho bà con nha. Đó, con này là bao xài cho bà con. Đó, bình đồ còn đẹp xuất sắc luôn. Đó, bình đồ còn đẹp lắm nha. Rồi lô 24 nè, giá bán cho bà con giá bán là 2 triệu nha. À, 2 triệu bao xài cho bà con, đủ đồ hết cho bà con, ống nhung ống đồ đầy đủ hết cho bà con nha. Giá bán 2 triệu cho bà con. Rồi con lô 24 nha. Rồi vô cái lô 25 nè, một cái đầu xịt thuốc nha bà con. Đó, động cơ nó là Honda. Đó, Honda GX140 nha. Con này động cơ nó là 5 ngựa nha bà con. Đó, còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn, nằm trên cái đầu áp nè. Đó, đầu áp còn đẹp xuất sắc luôn nè, thấy bà con thấy không? 35kg nha. Đó, con này là 35kg lần nha. Ừ, phải không? Bà con dòm nè, còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Đó, ti nó rất lớn nha. Đó, còn nè, bộ thao nó nè. Đó, quá đẹp xuất sắc luôn. Riêng con này nè, còn quá đẹp luôn nha. Đó, những cái này là cũng đã đủ đồ hết rồi. Đó thì nếu trước tiên mà nếu mà Thiện đóng hàng thì sẽ kiểm tra lại một lần nữa nó thiếu thốn những cái gì. Đó, là Thiện sẽ chỉnh lại hết. Và cái này nó có một cái lưu lô. Đó, giờ bà con có thể mua dây bỏ vô luôn. Bỏ vô mình quay, tự mình quay dây giờ nha. Đó, rồi, riêng con này ngày hôm nay thì sẽ bán cho bà con. Dàn này sẽ bán cho bà con là giá bán 5 triệu nha. Ở 5 triệu trừ ra 200k còn. Còn là 4 triệu 8 nha, không bao phí vận chuyển cho bà con nha. Ở giá bán 5 triệu. Còn bà con muốn mua động cơ hay là muốn mua đầu áp thì cắt ra bán luôn, bán dàn luôn. Đó, rồi lô 25 nè, giá bán cho bà con là 5 triệu nha. Vô cái lô 26 nè. Lô 26 này cũng vậy, là một con Kuta MD518 nha. Con này nó có chức năng xả lúa. Đó, con này có chức năng xả lúa nha. Đây, máng nó đây. Đó, nó có chức năng xả lúa nha. Con này còn cực kỳ đẹp, bao xài, bao đủ đồ cho bà con. Đó, bao xài, bao đủ đồ luôn. Đó, chỉ nó bị xét cái này nè. Đó, nó hơi xét cái này do Thiện không có chà. Nếu mà Thiện muốn làm đẹp là Thiện mở ra Thiện chà là lại là rất cực kỳ đẹp, xuất sắc luôn nha. Đó, nhưng mà cái đây đó Thiện chà ra là đẹp lắm. Rồi con này Thiện sẽ bao xài cho bà con, giá bán là 2 triệu rưỡi nha. Lô 26 2 triệu rưỡi, con này bình 25 lít nha bà con. Đó, 2 triệu rưỡi, còn là 2 triệu 3. Vô cái lô 27 nè, một con Kurit nữa nè. À, quá đẹp luôn, bình 20 lít nha. À, con này là còn cực kỳ đẹp, bình rồi còn đẹp, cực kỳ được. Kurit bình xăng dứ nè, con này là bao xài, có chức năng xả lúa cho bà con. Đó, con này còn cực kỳ đẹp luôn, bao xài nha. Đó, bình 20 lít nha. Đó, có chức năng xả lúa nè. Đó, con này là quá bình, nó còn mới tinh luôn á. Đó, có chức năng xả lúa luôn. Rồi con này bao xài, bao đủ đồ, ống nhung đồ đầy đủ hết cho bà con, giá bán là 2 triệu 7 nha. Đó, 2 triệu 7 thì bà con có lưu ý, 2 triệu 7 thì còn 2 triệu rưỡi trong ngày hôm nay nha. Lô 27. Lô 27 nha bà con. Rồi vô cái lô 28 nè, một con Yamaha BS 351 nữa nè. À, con này là tai mũ nha. À, con này còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. À, đây con này là không có chức năng xả lúa nha bà con, mà còn mignon, còn đẹp ơi là đẹp luôn nè. Thấy bà con dòm này quá đẹp luôn. Rồi con này bao xài cho bà con, đủ đồ, ống nhung ống đồ đầy đủ hết cho bà con, trừ không bao phí vận chuyển, giá bán á, là 1 triệu 7 nha. 1 triệu 7 thì ngày hôm nay thì còn 1 triệu rưỡi. Lô 28 nha. Rồi vô cái lô 29 nè, một con Kurit nữa nha bà con. À, con này là chuyện bao nổ luôn cho bà con. Con này bình nó là 20 lít nha. Con này là không có chức năng xả lúa nha bà con. Con này là không có chức năng xả lúa nè. Đây con này nó không có chức năng xả lúa nha. Bán chuột. À, nó chỉ phun phong, phun vôi, thổi lá, ống nhung đầy đủ và bao nổ cho bà con. Rồi giá bán là 1 triệu 6 cho bà con nha. 1 triệu 6 thì còn 1 triệu 4. Lô 29 nha. Vô cái lô 30 nè. Vô cái lô 30 nè,
một con Yanma BS 400 nè. Con này là bình nó là bình 20 mấy lít lận nha bà con, bình 26 hay sao á. Đây 26 lít nha. Ở bình 26 lít, không có chức năng xả lúa nha bà con, chỉ phun vôi, thổi lá, phun phân. Con này cực kỳ còn đẹp xuất sắc luôn. Lô 27 nha bà con. Đó đây lưng đây đồ nè. Bà con dòm nè, còn quá đẹp luôn nha, còn mới tinh xà beng luôn. Rồi, lô 27 này ngày hôm nay thì sẽ bán cho bà con là nha. Lô 30 ngày hôm nay thì sẽ bán cho bà con là 1.800.000 nha. 1.800.000 trừ ra 200k lì xì đầu năm. Ra còn 1.600.000 chỉ không bao phí vận chuyển, bao nổ đủ đồ ống nhung đầy đủ cho bà con. Rồi, vô lô 31. Chỗ cái lô 31 nè. 1.800.000. Lô 31 là một con Yanma BS50 nè, có chức năng đời luôn. Nhưng mà thì không biết làm đời. Đây nè, có chức năng đời nha. Có chức năng đời. Đai lưng đai đồ còn đẹp xuất sắc luôn. Bình 22 lít nha bà con. Bình 22 lít. Con này chỉ có phun phân, phun vôi. Muốn đổ máng. Ai? Rồi đổ máng nó xả lúa được luôn rồi. Đổ máng là xả lúa được luôn. Máng này là bên Nhật đã đổ rồi nha. Rồi bán con này cho bà con lô 31 bao size. Đủ đồ hết cho bà con, ống dung ống đồ đầy đủ. Những cái nắp mua e mà thiếu là thì phải bỏ vô hết cho bà con nha. Giá bán là 2.500.000 cho bà con nha. 2.500.000 thì ngày hôm nay còn 2.300.000 nha. Rồi vô lô 32 nè. Lô 32 nè. Một con Mitsu MD170 Maru Yanma nha. Con này có chức năng xả lúa, bình 14 lít nha bà con. Con này là bình 14 lít có chức năng xả lúa. Con này là bao xài, bao đủ đồ hết cho bà con hết luôn. Giờ cái việc là đổ xăng vô là xài thôi nha, xăng pha nhớt nha. Đổ xăng vô là xài thôi. Giá bán 1.700.000 nha. Lô 32. 32 giá bán 1.700.000 thì còn 1.500.000. Rồi vô lô 33 nè. Một con Kuta, bơm nước Kuta nha. Bơm nước Kuta. Mặt trời hơi chá quá nha. Rồi thì nó vô trong mát mát một chút thôi. Đây. Một con Kuta nha, động cơ con này là 3.7 nha bà con, 3.7 hay 3.5 gì đây. Nằm trên dàn bơm hút xả là 60. Con này lưu lượng nước lên tới 630 lít nước trên 1 phút lận nha. Hút xả 60, lưu lượng là 630 lít nước trên 1 phút. Bơm nước Kuta nha. Rồi con này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 2.500.000 nha. Giá bán 2.500.000. Con 33 Kuta giá bán 2.500.000 thì còn 2.300.000 nha. Vô con 34 nè. Con này thấy chưa? Tìm đi. Qua đăng chưa? Con 34 nè. Vô con 34 nè, một con xả lúa nữa nè, con Kuta nè, MD2220 nè. MD220 nha. Con này còn cực kỳ đẹp luôn. Con này bình nó là 25 lít nha bà con. Bình 25 lít có chức năng xả lúa nha. Bao xài, bao đủ đồ, bao ống nhung đồ hết cho bà con luôn. Đủ đồ. Rồi con 23 máy. Rồi lô 34 nè. Rồi bán cho bà con là giá bán là con này là bán cho bà con là 2.500.000 nha. Trừ ra 200k còn là 2.300.000. Vô cái lô 35 nè. Một con Yanma BS350351 này, con này còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn nè. Quá đẹp luôn. Đây lưng đây đồ còn quá mới luôn nè. Ống dung ống đồ đầy đủ hết. Con này là bình 12 lít nha, có chức năng là phun vôi, phun phân. Phun vôi, phun phân nha. Đó lô 35 bán cho bà con 1.500.000 nha. 1.500.000 là không bao phí, bao xài cho bà con. Đó chỉ còn lại 1.500.000 thôi nha. Rồi vô cái lô 36 nè. 36 là một con Mitsu nữa nè các bà con. Mitsu 501, 502 nha. Con này là có chức năng xả lúa, bình nó 12, 13 lít nha. Bình 12, 13 lít. Có chức năng xả lúa bao xài cho bà con. Riêng con này bao xài cho bà con nha, bình nhỏ nha bà con. Bao xài. Rồi giá bán cho bà con là 1.700.000 nha. Giá bán 1.700.000 cho bà con. Con này nè, bán cho bà con 1.700.000 luôn nè. Mitsu giá bán 1.700.000. Rồi con 36. 36 giá bán 1.700.000 nha. Vô con 37 nè. Cũng một con cu rít luôn nha. Cu rít con này là không có chức năng xả lúa, chỉ có chức năng phun phân, phun vôi. Rồi con này cũng bao nổ, bao đủ đồ hết cho bà con, ống nhung ống đồ hết đầy đủ hết luôn cho bà con nha. Lô 36 giá bán là 1.400.000 cho bà con nha. 37 giá bán 1.400.000.
Đó, trừ ra 200 còn 1,2 triệu nha. Rồi vô con lô 38 nè. Một con bơm nước nha bà con. Bơm nước Mitsu GM91 nha. Động cơ 2 ngựa 7, nằm trên dàn bơm hút xả là 60 nè. Hút xả 60 nha. Con này trời nắng hơi cháy quá. Hút xả 60. Con này là lưu lượng nước đó chỉ 420 lít nước trên 1 phút thôi. Con này bao xài cho bà con, chỉ không cò, không bao phí vận chuyển thôi. Riêng con này là giờ chỉ việc đổ nhớt vô và đổ xăng vô. Nhớt vô xăng riêng, nhớt riêng nha. Rồi bán con này cho bà con là 38. Giá bán là 2,5 triệu nha. Đó, giá bán 2,5 triệu thì ngày hôm nay còn 2,3 triệu nha bà con. Đó. Rinh sơ vô đây coi. Đó thì rinh sơ sơ. Rồi vô con 39 nè. Đó. Con 39 nha. Một con Mitsu. Mitsu động cơ 5 ngựa G500 nha, Mitsu G500. Động cơ 5 ngựa nha, nằm trên đầu áp đầu thao ti inox nha bà con. Đó, đầu thao ti inox. Đó, con này mã lực nó lên tới là 35 kg nha bà con, và 48 lít nước trên phút. Đó, riêng con này là còn cực kỳ mạnh luôn. Đó, lưu lượng quá cao. Rồi con này thì sẽ bán cho bà con, ngày hôm nay sẽ bán cho bà con là 3,4 triệu nha. Đó, bán cho bà con là 3,3 triệu đây. Đó, 3,3 triệu nha, không bao phí vận chuyển, bao nổ bao xài cho bà con. Đó, lô 39 nha. Đó, 39, 3,3 triệu. Vô cái lô 40 nè. À, lô 40 nha bà con. Một con Rubin EI15 nữa nè. Con này bao xài luôn cho bà con. Nằm trên dàn bơm hút xả là 60. Hút xả 60 nha. Cái bơm nó sơn, bên Nhật nó sơn nha. Lưu lượng nước nó là 500 lít nước cho 1 phút. Giờ bên đó nó sơn nha. Bao xài đủ đồ hết cho bà con, hết luôn nha. Giờ cái việc là đổ sắt đổ nhớt vô là xài thôi. Rồi con này ngày hôm nay Thiện sẽ bán cho bà con, giá bán là 2,3 triệu nha. 42,3 triệu. Vô con 41 nè. Một con Maru. Maru Yama nha bà con. Maru Yama còn cực kỳ đẹp. Con này để Thiện coi có chức năng xả lúa. Con này là không có chức năng xả lúa nha bà con. Phun phân, phun vôi. Còn cực kỳ đẹp, bao xài, bao đủ đồ. Ống nhung, ống đồ đầy đủ hết cho bà con. Còn cực kỳ đẹp lắm nha. Chỉ không bao phí vận chuyển, bao nổ, bao xài. Rồi con này chị sẽ bán cho bà con, giá bán là 1,9 triệu nha. Giá bán 1,9 triệu. Con lô 41 giá bán 1,9 triệu. Vô cái lô 42 nữa nè. Một cái dàn bơm thuốc đầu IS24 nha bà con. Mã lực nó là 35 kg. Lưu lượng nước nó 25 lít nước trên 1 phút nha. Nằm trên động cơ Subura. Động cơ Subura nha. Còn cực kỳ đẹp, bao nổ bao xài cho bà con. Những cái này bao nổ bao xài cho bà con luôn nha. Rồi chỉ không bao phí vận chuyển, giá bán là 3,3 triệu cho bà con nha. Giá bán 3,3 triệu thì ngày hôm nay còn 3,1 triệu đó. Lô 42 nha. Lô 42. Rồi Thiện sẽ quay thêm một số lô nữa cho bà con nha. Thiện sẽ bắt lớp trong kho, còn cái gì là Thiện sẽ đăng cho bà con luôn. Rồi vô cái lô 44 nè. Một cái đầu rồi, con này đã bị bởi bình rồi. Bởi bình nha. Nhưng mà hơi hám còn rất ngon nè bà con xem nè. Đó, hơi hám còn rất ngon. Lửa bao lửa luôn cho bà con nha. Bao hơi bao lửa, chỉ bởi bình. Đai lưng đai đồ là còn cực kỳ đẹp luôn nè. Giờ mua cái bình là bỏ vô nha. Cùm đồ cũng còn luôn. Con này bao hơi bao lửa hết cho bà con. Giá bán cho bà con này 800 ngàn nha. Lô 42 800 ngàn nha bà con. Không bao phí vận chuyển nha. Rồi những cái lô nè. Rồi những cái lô này Thiện sẽ lì xì cho bà con. Lô những cái con mà Thiện không bao nổ nè, là Thiện sẽ lì xì cho bà con là 100k. Nếu mà bây giờ thôi, những cái lô đây là Thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con đây. Thì bây giờ con này Thiện sẽ bán cho bà con là 800k, sẽ bao phí vận chuyển cho bà con nha. Bà con lưu ý dùm cái khúc này. Đó. Lô 42 nha bà con. Lô 42. 42 giá 800 ngàn. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà bà con nào mà thôi thì Thiện cũng lô thì Thiện cũng lưu chủ cho bà con luôn, cho nó vui vẻ, không bao phí vận chuyển. Nếu mà bao phí vận chuyển thì không có lì xì, nhưng mà chắc Thiện phải lì xì cho bà con phí vận chuyển của bà cho bà con luôn nha. Rồi con này là lô 42, Thiện sẽ bán cho bà con là 800 ngàn. Lì xì cho bà con 100k nha. Vô cái lô 43. Một con Isaki nha. Con này là có chức năng xả lúa nè. Con này có chức năng xả lúa nha. Con này hơi hám rồi bao luôn. Hơi hám rồi còn rất ngon nha.
của Isuzu nè. Đó, rồi con này bao hơi, bao lửa, bao cũng là đủ đồ hết cho bà con nè. Không có thiếu gì nha, có chức năng xả lúa. Nó chỉ thiếu ống nhung thì bà con bổ sung mua thêm ống nhung nha. Rồi, con này lô 43. 43 thì giá bán là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu sẽ lì xì cho bà con là 100k. Rồi lô 43, 1,4 triệu. Vô cái lô 44 nè. Một con Isuzu bình cháy bí nữa nè. Ồ, có chức năng xả lúa luôn. Con này là không có nắp bô e nha. Đó, không có nắp bô e, bao hơi cho bà con, hơi hám hơi, bao hơi bao lửa cho bà con. Đó, bao hơi bao lửa luôn. Con này cũng còn cực kỳ đẹp. Đó, lô 44 đó. Đó, lô 44 nè, coi như là đủ đồ, chỉ thiếu nắp bô e thôi. Bao hơi bao lửa cho bà con, giá bán là 1,5 triệu nha. Giá bán 1,5 triệu thì còn 1,4 triệu là không bao phí hoàn chuyển. Rồi vô cái lô 44 nè, một con Rubin 511 nha. À, vô cái lô 45 chưa, Rubin 511 nha. À, con này nè, đó hình như con này là hình như nó có chức năng cũng là xả lúa được nè. Đó, con này cũng còn cực kỳ đẹp, đẹp xuất sắc luôn nè. Đó, quá đẹp luôn, hơi bao lửa luôn cho bà con nè. À, hơi rất ngon nè. Đó, hơi rất ngon, bao hơi bao lửa cho bà con nha. Rồi bán cho bà con giá bán 1,000,000 không bao phí vận chuyển, lì xì 100k, còn 900.000 nha. Vô con 46 nè. Ở đó đi, vô cái lô 46 nha. 46 nè, một con này là giá bán 1,000,000 nha. Vô cái lô 46 nè. Vô cái lô 46, một con đây là con xả lúa được luôn, một con Isuzu 5530 nha. Con này đã bô e bô đồ đầy đủ luôn nè, hơi hám là còn rất ngon, nhưng mà cái bình nó bị lúc lắc nè, giờ bà con ấy lại nè. Ở bình là cái bình là thấy còn nguyên rồi nè. Ở bình còn nguyên, đây có chức năng xả lúa, bình 20 lít nha. Đó, con này là bình nó là 19-20 lít vậy đó, còn cực kỳ đẹp nha. Rồi bán cái con này cho bà con, bao hơi bao lửa cho bà con. Đó, bao hơi bao lửa bán cho bà con này. Rồi giá bán 1,5 triệu nha. 1,5 triệu là còn 1,4 triệu nha. Rồi vô cái lô 47, cái đây là 47 nha bà con. 1,4 triệu. Còn là 1,4 triệu, giá bán là 1,5 triệu, còn lì xì cho bà con 100k, còn 1,4 triệu nha. Vô cái lô 48 nè. Một con Yanma BS 500 nè. Con này không có chức năng xả lúa nha. Con này coi như là đầy đủ đồ, bô e bô đồ đầy đủ hết. Hơi hám nè. Ở hơi hám rất ngon nha bà con. Ở hơi hám rất ngon. Ở đủ đồ luôn nha. Ở đây lưng đây đồ còn được đầy đủ luôn. Rồi, con lô 40. Lô 48 này bán cho bà con là 900.000 nha. 900.000 rồi là sẽ lì xì cho bà con 100k, còn 800.000 hấp sát vô đây nè. Rồi vô một cái con Yanma BF nữa nè. Ồ, con này là nó bị gãy đới nè. Đó, nó gãy đới nha. Đó, nó bị gãy đới rồi. Đó, nó bị gãy đới nha. Con này là hơi hám đồ, bô e bô đồ đầy đủ nè. Đó, bô e bô đồ đầy đủ nha. Lô 49 đầy đủ, ống nhung có luôn. Nó chỉ bị gãy cái đới đây nè. Đó, gãy cái đới nè. Rồi bán cái lô 49 này cho bà con, hơi bao lửa cho bà con 500k. Rồi trừ ra 100k tiền lì xì, còn 400k nha, không bao phí hoàn chuyển. Rồi vô cái lô 50 nè. Một con bình trái bí tai mũ nữa, bình trái bí nha. Đó, bình trái bí hơi hám rồi đó thiện coi. À, có hơi có hám nha. Đó, giờ làm quấn dây giật lại nó vô lại nè. Đó, có hơi hám, bình trái bí nha. Có chức năng xả lúa nha bà con. Đó, có chức năng xả lúa. Con này là bình nó là 10 lít, 12 lít thôi. Rồi bán cho bà con là 900.000 nha. Đó, 900.000 lì xì cho bà con 100k. Con lô 50, 900.000. Vô một cái lô 51 nữa nè. Đó, con này thiếu cái nắp này thì sẽ bỏ vô cho bà con nè. Đó, thiếu nắp bô e, tai mũ, bình trái bí 11, 12 lít nha.
Đó, con này đó thì coi có hơi hám gì không? Đó, có hơi có hám nha. Rồi, bán cho bà con cũng 900 ngàn luôn. Đó, bán cho bà con 900 ngàn lì xì 100k. Con, còn 800 ngàn nha, lô 51 nha. Vô cái lô 52 nè, một con Rubin. Rubin 505 nha. Con này á là vàng quạt nè. Vàng quạt là bị bở chỗ này nè. Đó, nó bị bở chỗ này. Bình xăng bình đồ còn, chiến xăng chiến đồ còn, hết đầy đủ hết cho bà con nha. Đó, bình xăng dưới cũng còn luôn nè. Đó, bán cho bà con giờ là cái lấy giờ lấy động cơ chế độ đồ rồi cũng được hết rồi nha. Rồi bán cho bà con này là 500 ngàn nha. Lì xì 100 ngàn còn 400 ngàn lô 52. Rồi vô cái lô 53 nè. Ồ, một con mờ đơi nữa nè. Mờ đơi coi cái con này hơi hám thôi coi. À, tình trạng bị dính cứng nha. Con này tình trạng bị dính cứng đủ đồ. Bình xăng bình đồ còn đầy đủ luôn. Rồi bán cho bà con này là 500 ngàn nha. Lì xì 100 ngàn còn 300 ngàn nha. Lô 53 nha. Vô cái lô 54 nè. Một con Rubin nhỏ nha. Ồ, Rubin nhỏ, con này Rubin 352 thôi. Đó, hơi hám còn ngon, đầy đủ đồ, bình còn nguyên si hết. Nhưng mà bình nó có mười mấy lít thôi nha bà con. Đó, bình nó có mười mấy lít, con này có chức năng xả lúa. Đó, con này có chức năng xả lúa nha. Đó, lô 54 nè. Rồi, 54 này bán cho bà con giá bán là 900 ngàn nha. Đó, lì xì cho bà con 100k còn 800 ngàn. Rồi, vô cái lô 55 nè. Một cái con Curit nha. Đó, con Curit con này để thiện coi có hơi không ạ. À? Rồi, bị tuột dây giật nha bà con. Con này nó tuột dây giật. Đó, nó bị tuột dây giật nha. Rồi, bán cho bà con là 400 ngàn nha. Đó, lì xì 100 ngàn, còn lại 300 ngàn. Thiện sẽ cho cái nắp cho bà con. Đó, cho cái nắp cho bà con nha. 55. Lô 56 nè, cũng một con Curit nữa nè. Đó, nó bị tuột dây giật luôn nha. Đó, bị tuột dây giật luôn. 56 nha, tuột dây giật không có bô e nha bà con. Rồi bán cho bà con 350 ngàn. Lì xì 100 ngàn, còn 250 ngàn nha. Đó, con 30 56 nha. Vô con 57 nè. Đó, 57 đây đầy đủ đồ. Bô dây giật bị tuột nè. Con mờ đơi con này có chức năng xả lúa nha. Đó, con này có chức năng xả lúa. Rồi bán cho bà con này 700 ngàn nha. Đó, bình nó bị răng một chút chỗ này rồi nha. Đó, bình nó bị răng một chút chỗ này rồi. Cổ này giờ bà con bỏ cổ Trung Quốc vô nha. Đó, chuyến xăng chuyến đồ đầy đủ hết cho bà con 700 ngàn. Thì còn 600 ngàn lô 57 nha. Vô cái lô 58 nè. Một con Echo Curit nữa nè. Rồi bị tuột dây giật nữa nha. Con này là bình đồ cùng nguyên si hết. Đầy đủ hết nha. Rồi bán cho bà con này 400 ngàn nha. Rồi lì xì cho bà con 100k còn 300 ngàn. Con 57. Lô 58 nha bà con. Đây, Thiện sẽ đi một ít. Thiện sẽ đi một ít nữa nè. Rồi, vô cái lô 59 nè. À, 59 nha. Một cái đầu nổ nằm trên cái dàn bánh luôn nè. Đầu nổ Kuta GH nè. GH100 nha, 3 người rử. Con này là nó là tu nhanh nha. Ở giờ bà con gắn sinh bơm 76 vô là xài được hết nha. Con này là Thiện sẽ bao hơi bao lửa hết, đầy đủ hết cho bà con. Chứng xăng chứng đồ đầy đủ hết cho bà con nha. Đó, con này giờ là xúc chứng sơ, chứng xăng là nổ hơn. Đó, bô e bô đồ đầy đủ hết, còn đẹp xuất sắc luôn. Rồi bán con này cho bà con, con này bán cho bà con 2 triệu nha. Lì xì cho bà con 200k còn 1 triệu 8. 59 nha. Để Thiện lô đủ 60 đi. Còn mấy cây cắt cỏ này để Thiện lên cái clip sau đi. Giờ đầu năm đi 60 lô cho nó chẳng nha. Vô cái lô 60 nè. Ở một con bơm nước mini nha, đầy đủ đồ. Con này là đầy đủ đồ, hơi hám rồi coi Thiện coi coi. Hơi hám rồi còn rất ngon. Đó, bô e bô đồ đầy đủ luôn. Đó, bao hơi luôn hết, bao hơi bao lửa cho bà con nha. Đó, bao hơi bao lửa giờ quý vị bà con xúc xăng là bỏ vô nó nổ thôi. Rồi con này bán cho bà con là 700 ngàn nha. Lì xì cho bà con 100k còn 600 ngàn. Rồi lô 60 nha. Rồi, ngày hôm nay Thiện sẽ lên 60 lô cho bà con. Nếu bà con nào thấy những cái con máy nào nó chưa có phù hợp đến công việc của gia bên của mình thì hãy ủng hộ và đăng ký chờ kênh Thiện thứ hai Thiện lên là hàng hóa đồ quê, là Thiện sẽ phát chưa nữa cho bà con để lựa chọn. Thì ngày hôm nay nếu mà bà con đã mến bên cửa hàng của Thiện thì sẽ ủng hộ cho Thiện trong nốt cái lô hàng này. Thì đầu năm thì Thiện cũng rất mong là
bà con sẽ ủng hộ thêm để một cái năm mới nó làm ăn nó phát tài phát lộc. Rồi Thiện cũng chúc tất cả bà con một năm mới sức khỏe là dồi dào, công việc làm ăn là phát tài phát lộc trong năm mới. Rồi Thiện cũng mong tất cả những bà con nào chưa biết kênh của Thiện hãy bấm Thiện bơm nước mini Nhật Bãi, hãy đăng ký mạnh và chia sẻ giùm cho Thiện nha. Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con.